Xin chào các bác, chào các bác đến với show bên câu Nhật bãi của em. Chúc các ngày mới thật là tốt lành. Hôm nay em lại tiếp tục lên các bác còn lô hàng mới về các bác nhé. Chính xác hàng này là về được tầm 2-3 ngày hôm nay rồi. Nhưng mà do nhà em bận nên là không có lên clip được. Đấy, em nghỉ ngày hôm nay là ngày thứ năm rồi. Hôm nay thì em lại tiếp tục lên hàng cho bác nhé. Đấy, các bác mà xem bị gián đoạn thì các bác thông cảm cho em. Nhà em đang xây cái chòi uống nước ở ngoài sân để mời khách đến nhà uống nước ấy, thì đỡ vào nhà. Khách bây giờ cứ thích ở ngoài sân cơ. Đấy, thì số điện thoại của em vẫn thế các bác nhé. 0326267389. Em để các màn hình con này, cứ ưng là các bác báo cho em đấy là ok. Và hôm nay thì em có một cái này hay hay nữa này, muốn báo các bác. Bên kia thì người ta có gửi một cái lô tranh về. Đấy, tranh này là tranh về Phật nhá. Đấy, nó nhiều kiểu lắm, tranh hạc, tranh samurai rồi là tranh chữ. Nói chung là em cũng không rõ về tranh đâu. Có cái chỗ này thì em đăng lên, các bác nào mà có nhà ý thì các bác có thể vào giao lưu nhá, chứ còn tranh thì đây không phải món của em chỉ chuyên cần câu thôi. Còn cái chất liệu của cái tranh rất hay, nó bằng vải các nhá, vải thêu hoa cúc này cực kỳ hay luôn, mà em cũng không rõ được cái món này cho lắm. Thì hôm nay tiện thì đăng lên, các bác có nhà ý thì các bác vào giao lưu. Đấy, thế thôi, còn em thì không 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 chuyên cái món này. Ok nhá, đầu tiên thì em sẽ vào chiếc cần số 1 của ngày hôm nay. Ở cần ngày hôm nay thì toàn bộ cần rất là đẹp các nhá, phải nói là cần ngày hôm nay rất đẹp và những thông số hiếm rất là hiếm luôn. Nên như chiếc cần này này, 5m33.5 của Daiwa hiếm này, 5m4.4 của Shimano bản này cũng cực kỳ hiếm này. Đấy, rồi là những chiếc cần 36 của Asics bản này cũng hiếm này. Đấy, nhiều cần đẹp lắm nhé, các bác xem ưng nào thì báo cho em. Và đầu tiên thì em sẽ vào một chiếc cần tay. Cần tay nằm chiếc cần của Slita nhé, Slita sản xuất tại Hàn Quốc, chiều dài là 6m3, giá mới của nó là gần 2 triệu cái này, nhưng mà mua mới đấy. Đấy, còn đây thì nó gần như là mới chưa dùng. Ngoại hình con này còn còn rất đẹp quá nhá. Cần này gần như là chưa dùng luôn đấy, nhưng mà để lâu nó sẽ cảm giác nó bị cũ bẩn bẩn theo thời gian. Cái này nó chỉ cần lau sạch sẽ là ok. Cái ngọn nó nhỏ quá, nó dắt nó không ra luôn. Cái ngọn này nó có cái gì nhỉ? À đây, dây nó dài quá. À, cần này như kiểu này đã dùng rồi các nhé, chứ bảo chưa dùng thì cũng không đúng, tại vì có cái dây quấn trên đầu này. Đấy, thôi cần này em cứ để rời ra nhé, tại vì cái ngọn này nó đang vướng, mà slow thì nó hơi mất thời gian. Em sẽ đi nhanh một chút xíu nhé. À, em cần 6m3, cần tay, dòng nó ngắn, nó thu khoảng tầm 55 phân các nhé. Dòng này độ cứng nó lanh quạnh chỉ tầm 2,5-3H nhé, để cho bác câu cá nhỏ thôi. Dòng nó ngắn này thì ít khi câu cá to. Rồi các bác bo cá giật cảm giác, dòng này giật một tay thì cứng ngon. Cá khoảng tầm ký đổ về là câu được các nhé. Cân nặng này 160g. Ngọn là 0.85 ly. Mã số 1 này. 6m3. Nên các bác là 650k. Đấy, mỗi mét 100 ngàn thôi. Đấy, mã số 1 các nhé. Xong mã số 2 này. Số 2 thì làm chiếc cần dài 4,5 m nhé, chất liệu carbon, cũng Slita nữa các nhé. Slita thì bản ngày xưa ấy, bản đầu ấy thì nó sẽ ở Nhật, nhưng về sau là sẽ được bán cho Hàn Quốc nhiều ấy. Giờ chủ yếu là Slita của Hàn Quốc. Đây là chiếc cần 4,5 m, một chiếc cần tay, chất liệu carbon, Slita, ngoại hình còn rất đẹp các nhé. À, con này độ cứng tương đương khoảng tầm 2,5 m, để cho bác gửi rô, gửi riếc hoặc câu những con cá nhỏ nhỏ các nhé. À, câu rô, câu riếc thì dòng cần ngắn này đi các bác cầm đi lại rất là tiện. À, dòng này thì giá nó sẽ mềm thôi, dòng cần suối mới đắt. Cân nặng này 115g. Ngọn các bác này 0.9 ly nhé. Con này 4,5 m, lấy các bác là 450, mã số 2. Mã số 3 thì sẽ làm chiếc cần cao cấp hơn một xíu thôi nhá. Rồi số 3 là sẽ làm chiếc cần của Olympic. Olympic dòng cần tay thì khá ít gặp. Olympic cần tay thì ngon các nhé, cần ISO thì tầm trung thôi. Nhưng mà cần tay thì em cảm giác thấy câu khá là phê. À, con này là chiếc cần dòng cao cấp hơn các nhé. Con này cần cực kỳ lẩy luôn, lẩy và thẳng, thẳng tắp. Độ lẩy tốt, con này nó tầm 3.5H. Loanh quanh các bác vẫn để câu cá khoảng tầm dưới 1 kg nhé. Hoặc là các bác nào
tay to bo tốt thì có thể câu được hơn, nhưng mà dòng này thì ưu tiên để câu cá tầm nhỏ là chủ yếu nhé. Đấy, con này có chế độ zoom, zoom từ 5m4, zoom 5m8 và zoom 6m1 cơ nhé, ba chế độ zoom. Một chiếc cần của Olympic nhá, có lắp chụp zin theo cần này. Cái lắp chụp này là cái lắp chụp của nó các nhé. Còn nhiều bản à, không phải, con này lắp chụp của dây trong. Nhưng mà thường thường hay chụp cho kiểu này vì nhiều cái cây mà nó zoom chế độ nó sẽ bằng nhau trên này này, cho nên là không có đút cái cao su vào được. Cân nặng này 6m 158 g này. 0.79 ly. Con này mã số 3. Đấy các bác là 900k nhé. Đấy, zoom 3 chế độ. Olympic cần thắng lắm ạ. Con này là các bác câu những con cá tầm dưới ký câu cực phê nhá. Mã số 3 này. Mã số 4 này. Mã số 4 sẽ làm cho cần FT. Bản này là bản Pogolop. Pogolop bản này khá là đơn giản nhá, không có ghi nhiều, nó chỉ ghi mỗi thế thôi. 5m3. Đấy, vân hai da. Con này ngoại hình thì còn khá đẹp nhá, vân hai da bên trong này rất đẹp luôn. Con này là vân xám có nhá, còn một loại vân đen thì không nói, con này là con bản vân xám. Vân xám thì cần sẽ khá là thanh có nhá, cần rút ra thẳng tắp có nhá, nhẹ và lại câu này cực kỳ ngon, cần không có làm gì các bác, đảm bảo nguyên zin. Lắp chụp này, lắp chụp zin có nhá, và có cả bao đựng này, bao của LT, bao trắng hay bao của nó có nhá. 5m3 cân nặng này 138 g, cũng khá nhẹ các nhá. Con này khỏe, con này lẩy câu ngon lắm ấy. Ngọn là 0.8, ngọn này phải hơn nữa. À, thế thôi ngọn tay chậm máy thế thôi, 0.81 các nhá. Con này ngoại hình đẹp thì khoảng tầm 1,2 triệu, con này ngoại hình tầm còn hơi đẹp khoảng 1 triệu nhá. Đây các bác, 1 triệu tròn cái này là giá đẹp đấy nhá. Mã 5 sẽ làm chiếc cần khá là cổ điển nhưng mà rất là hiếm gặp các nhá. Đây là một chiếc cần nhìn ngoại hình như là một chiếc cần Fip thôi, nhưng mà nó lại một chiếc cần chất liệu carbon, dài 39, dòng lóng ngắn thu gọn khoảng tầm 45 phân các nhá. Khá là gọn để cho bác đi câu. Một chiếc cần tay 39 để cho bác câu. Cảm giác độ cứng con này khá ổn các nhá. Con này độ cứng khá tốt ạ. Tay chậm máy thì nó sẽ không quá cứng nhưng mà cần này là thẳng, thẳng tắp luôn. Đấy, đây là một chiếc cần tay con này ngon các nhá. Con này thì lại ít gặp này. Một chiếc cần của Suzumi. Đấy, Suzumi, con này được sản xuất tại Nhật nhé, cái bản này lâu phết rồi. Cân nặng này 120 g, gọi là 0.74 ly. Con này có giá 600k nhé, mã số 5. Đấy, hết cần tay, hôm nay con bác lên cho bác được 5 chiếc cần tay tổng ngắn ngắn này để bác chơi nhé. Ở sang mã số 6 rồi. Ui, mã số 6 sẽ là một chiếc cần cũng cực kỳ hiếm nhé, không có đâu, phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Đây là một chiếc cán vợt của Daiwa bản carbon wicker, cực kỳ đẹp, pogomet luôn. Đấy, chiều dài là từ 4,5 m, zoom 5,4 m đấy các nhá, mắt zoom này, lốc này, zoom 4,5 m, cực kỳ đẹp các nhá. Con này thì vân carbon là vân xoắn vòng. Ở lóng gốc sẽ lóng gốc và lóng zoom sẽ là vân hai da. Đấy, ngoại hình cực kỳ đẹp nhá. Một chiếc cán vợt phải nói là đẹp hơn cả cần luôn. Đấy, dây đầy đủ, đẹp long lanh, gen 12. Đây, cái gen nó là gen 12 cái này. Cái này nó là cái chụp của cái gen 12 đấy. Để nhét đây cho được tuột. Quá đẹp quá nhá. Một chiếc cán vợt đẹp như cần luôn, cân nặng và giá cái cán vợt này, cán vợt này hiếm quá nhá. Nặng là 500 g. Con này lấy các bác là 1 triệu tròn cái cán vợt này, một chiếc cán vợt zoom bản hiếm có nhá. Siêu tầm cũng ngon luôn. Không có luôn ấy mà em thấy khá là mới các bạn. Bình thường cái bản mà Wicker này hay sản xuất tại Nhật cơ, nhưng con này rất là Đài Loan. Đấy, một chiếc cán vợt mã số 6. Cán vợt số 7 này. Cán vợt số 7 là dài 4,5 m. Con này sản xuất tại Hàn Quốc có nhá. Chất liệu carbon. Con này các bác là 450k, mã số 7. Đấy, cán vợt thì em còn gì em không dùng soi. Nó chẳng có gì cả trừ khi cái phôi của nó. Soi cái phôi thôi là chủ yếu. Đấy, phôi này thì hơi xước nhẹ, có xước. Nhưng cán vợt thì không tránh được, đa phần em vợt vất năn nóc. Con này các bác 400 ngàn nhá. Đấy, mã số 7.
số 7. Rồi sang mã số 8 có nhá. Số 8 sẽ làm chiếc cần cần này vừa rồi em về em lấy mấy cây khá đẹp có nhá, mã số 8. Đây là chiếc cần spin power dành cho bác nào đánh đầu cần hoặc các bác nào đánh già già một chút xíu thôi, bác thích hàng chất mà tay yếu yếu thôi đánh con này là đẹp. Đây là chiếc cần spin dài 4m50, cứng DX. Ngoại hình con này có thể nói mới đến 99% các nhá. Ngoại hình con này cực kỳ đẹp. Đây các bạn em soi gần luôn này, con spin này thì rất đẹp. Spin thường thường nó đánh rất là mạnh, rất là nhiều nhưng mà con này nó giữ rất là đẹp các nhá. Con này là toàn bộ là khuyên spin sẽ là định vị khuyên hết nhé, tất cả các khuyên chạy đều định vị khuyên và có định vị nóng cho bác luôn. Ngoại hình đẹp, lắp chụp zin. Con này đi lắp chụp này các nhá. Đấy, lắp chụp này. Đây lắp chụp của con spin, anh em để đây nhé. 4m50, cứng DX các nhá, cân nặng và giá này. Con này thì nó có giá mặc định rồi, nặng là 485g. Ngọn 2.58 ly. Đây em để lắp chụp luôn cho nó đẹp. Chứ cần này trông thôi mà mất cái lắp chụp không khác gì người mà đẹp mặt đấy nhưng mà không có bộ tóc đẹp ấy. Nhìn nó cũng không được đẹp. Đấy. $4.600.000 con này đó nhá, mã số 8. Mã số 9 này, số 9 là chiếc cần hiếm này. Số 9 sẽ làm chiếc cần thuộc dòng Ikada, một chiếc cần Ikada bản xi vàng đó nhá. Bản này hiếm này. Wow, quá đẹp quá nhá, một chiếc cần xi vàng. Zin đen đẹp, một chiếc cần dài 2m1, dòng Ikada. Zin luôn có nhá, không lỗi lầm, không hụt một tí nào luôn ấy. Một chiếc cần quá đẹp, một chiếc cần Ikada vân hai da toàn thân. Vân hai da lên đến tận đoạn nối này nhá. Tất cả dòng Ikada thì đều có một khúc lối trên này sẽ là sợi thủy tinh đặc. Thì nó sẽ tăng độ cứng, tăng độ dẻo dai, còn carbon thì lấy thôi. Mà carbon lại giòn. Đấy, quá đẹp có nhá, chiếc cần này thì hoàn hảo rồi. Lắp chụp còn đủ, tiếc là không có bao, em sẽ cố gắng kiếm cho bác một cái bao. Đẹp đẹp. Cái này không vừa, 2m1 này giờ hơn 1m, em sẽ kiếm bằng cái bao cực kỳ đẹp vào con này nhá. Đấy, một chiếc cần Ikada, ngọn 0.8 rồi, à con này không đến đâu. Thường thường nó sẽ 0.8 nhưng con này chắc chỉ 0.6 0.6 nhé, cân nặng này. Nó đợi bị nắp vào đây, không nắp vào nó hơi khó vào. Quá đẹp, một chiếc cần đẹp nhá. Con này đáng để các bác sưu tầm đấy. $95. Con này các bác là 1.2 triệu rồi này. Mã số 9 nhá. Con này hôm nay bay lại nhanh. 1.3 triệu thì căng giá, 1.2 triệu là giá mềm. Tiếp theo sang cây mã số 10. Số 10 nằm chiếc hàng hiếm nhá. 3m3, cứng 80, một chiếc cần của dòng Daiwa sản xuất tại Nhật, dòng carbon wicker nhá, Pogomet nhá. Tất cả chiếc cần mà mang chữ Pogomet này từ ngoại hình rồi đến chất liệu cực kỳ đẹp. Đây là một chiếc cần có thể nói là ngoại hình cực kỳ đẹp. Một chiếc cần lăng C vân hai da, có định vị khuyên cho bác nhá, mới tinh luôn, gần như thể mới luôn. Mới tinh thì hơi quá, nhiều hôm em nói quá em mới tinh tình về các bác, ô mới mà con vết xước bé như cái tâm này thì khó thật. Vì nói thế thôi chứ còn đa phần là shop của em này em có sang báo vậy, trừ khi những cây nào nó bị lỗi ấy, mà em đi nhanh quá em vội em bị mất không nhìn thấy ấy, thì các bác thông cảm. Thì lúc các bác nhận em sẽ báo và em sẽ báo giá, có thể giảm giá cho bác nhé, chứ còn không cố tình là nói sao nói kia đâu, chứ thực sự là nhiều khi không thể nào mà xem hết được ấy, sai sót nhỏ. Con này đẹp quá nhá, có thể nói là mới 99%. Một chiếc cần 3m3 cứng 80, bác lăng C cân nặng này. 311g, ngọn là 2.49 ly này. Con này giá là 1.3 triệu có nhá. Đấy, quá đẹp, tôi cần hàng hiếm nhá. Con này C này hiếm này. Sang con thứ 11 này, 11 lại làm hàng hiếm nhá. 11 làm chiếc cần nó còn đắt hơn 4m hơn luôn. Đây làm chiếc cần LFT bản Acid, có chiều dài là 3m6 có nhá. Cứng là cứng 20. Bản này được sản xuất tại Nhật các nhá. Acid này thì có hai bản, một bản tại Indo.
Đấy, một bản thì của Nhật, thường thường những bản Indo thì sẽ ghi cái nha, Made in Indo cuối này nhá. Đấy, con này thì ok cho bác luôn, cực kỳ đẹp, 36 cứng 20. Ở ngoại hình cũng có thể nói là các bác là gần như là mới đến 99%. Rất đẹp. Vân hai da lên tận trên ngọn nhá. Dòng này thì hơi tiếc là cái bản này nó không lên cái bộ khuyên xích thôi, chứ nó lên khuyên xích thì chấp hết. Quá đẹp quá nhá. Một chiếc cần 36 cứng 20. Cân nặng này 230 g. 1.91 ly. 1.800.000. Mã số 11. Đấy, mấy chiếc cần đẹp lên nhá. Tiếp theo là cây thứ 12. 12 thì làm chiếc cần của Daiwa. Đây là một chiếc cần Daiwa dòng Liberty Club, một chiếc cần sản xuất tại Việt Nam, dài là 4 mét rưỡi, cứng là 1.5. Đấy, Việt Nam nhá, ngoại hình con này còn rất đẹp. Phôi khuyên đầy đủ hết nhá, con này đời mới nên là cộng khá là ok nhé. Cân nặng và giá cho bác này 149 g, 1.21 ly. Con này các bác là 650 k này, mã 10 12, sang mã 13 này. 13 làm chiếc cần 5m4 lượt 2, một chiếc cần sản xuất tại Singapore nhá, một chiếc cần ISO Holiday ISO. Bản này ngày xưa thì khá là hot, nhưng bây giờ thì nó cũng mềm mềm đi rồi, mà giờ bản này không còn nhiều nhé, không không nhiều như trước, trước nhiều lắm, trước bạt ngàn rồi này nuôi có nhé. Một chiếc cần 54 lượt 2 đấy. Ngoại hình con này thì còn tầm trung, khá đẹp nhé, không không hoàn hảo lắm nhưng mà cũng còn rất đẹp. Dòng này thì sơn nó rất là sáng, cho nên là các bác mà lau đi phát là rất là đẹp. Mã 13, cân nặng này 230 g, 1.15 ly, 650 k, mã 13. Mã 14 này. 14 là một chiếc cần cũng thông số đẹp có nhá. Đây là một chiếc cần có chiều dài là 4m50, cứng 3, một chiếc cần của Shimano nhá, bản này bản Alivio. Đâu? Alivio, một chiếc cần của Shimano được sản xuất tại China, xuất Nhật, được trang bị bát là bát Fuji. Khoen là khoen Fuji. Đấy, phôi con này là phôi củ màu xám bạc. Ngoại hình còn đẹp nhá, có sức nhẹ. Bốn mươi rưỡi cứng 3, thông số đẹp quá nhá. Bốn mươi rưỡi đầu cứng 3 là hiếm lắm, không có luôn, không biết tại sao là nhiều anh em săn cái dòng này nhiều lắm, nhưng là gần như không bao giờ còn, hở ra phát hết, hở ra hết. Cân nặng ngoại 1.5 ly, cân nặng là 200 g tròn, con này ra là 700 các nhé. Mã 14. Mã 15 này, à đây, 15 là một chiếc cần của Shimano nhé, bản này là bản siêu nhẹ. Bản này là bản sản xuất tại Indo nhưng mà bản siêu nhẹ các nhé. Lần nào em thấy có cái tem này này, không biết đọc chữ là gì, nó ghi là Shimano Urai cái gì, VKTH Breeder. Cân nặng các bác này, có thấy choáng chưa, một chiếc cần 4m5 lượt 1 nhưng mà cân nặng tất cả bát cả khuyên mới có 115 g thôi. Đây các bác này, cái cân em để trên mặt mấy, nhưng mà bác này, bác này 115 g này, mình thải ra đấy, 115 g luôn nhá. Ghê không, sao nó nhẹ thế nhở. Một chiếc cần thuộc dòng siêu nhẹ, bản này thì nhẹ thì nó sẽ mỏng luôn, thực sự là nhẹ thì nó rất là mỏng. Con này thì các bác làm mà muốn câu suối, nó câu con này là ngon luôn, giống y xì cần suối luôn, lẩy và rất là nhẹ. Đấy, còn rút hết khuyên ra thì câu suối thì khỏi bàn. Cần nhẹ mới khó làm các bác nhé, còn cần nặng thì lại dễ, nặng khỏe thì đơn giản, nhưng mà nhẹ mà vẫn còn khỏe thì lại khó. 45 lượt 1 nhá, chứ cần của si nguyên bản 100%, nặng 115 g, chưa hạ bát và chưa tháo khuyên. Cân nặng là 80 g, à ngọn là 0.8 ly. Một chiếc bát này nó chỉ nặng khoảng tầm, để em đo thử nhé, em mới đặt một chiếc bát như thế này đi, cũng khá là giống đúng không, em cân nặng cho bác này.
20g, các bác chú ý 20g mà còn có 90g nhé. À đây, quên. Ở nhà có một cái bát titan, các bác nào có nhu cầu mua thì báo em nhé, 2 lít. Còn cái bát titan này, rời bát titan. Rồi chiếc cần siêu nhẹ lấy các bác là 850k thôi. Đấy, mã thứ 15. Mã thứ 16 này. 16 là một chiếc cần của Ryobi nhé, bản này cũng khá là ngon đấy. Bản này là một chiếc cần Ryobi sản xuất tại Hàn Quốc nhé, ngoại hình con này còn mới 99%. Dài 4m, cứng là 33. Đấy, bát là bát Fuji, khoen Fuji. Khoen Fuji nói xứ xích luôn, dòng khoen xích ngon các bác nhá. Cứ cần có khoen xích thì đã là ngon lắm rồi. Con này thì ngoại hình còn rất đẹp. Đấy, không lỗi làm gì luôn, rất đẹp các bác nhá. Con này lúc trước nó đắt lắm, bây giờ thì nó rẻ đấy. Trước cứng 30 là 1,5 triệu rồi. Nặng là 420g. 304 ly các bác nhá. Con này lấy bác là 1.750k nhá, mã thứ 16. Mã thứ 17 này. 17 làm chiếc cần sản xuất tại Nhật nhá. Đây là chiếc cần của Ryobi sản xuất tại Nhật, có chiều dài là 4m25, cứng 27. Tên của nó sẽ là Pro Steel Superline XFR2, 4m25 cứng 27. Con Ryobi này à, không phải đâu ạ. Con này là sản xuất tại Hàn nhé. Con này sản xuất tại Hàn Quốc, không phải Nhật. Nhầm, con cái bản giống giống này, quen tay quen mồm. Đây là chiếc cần Ruby được sản xuất tại Hàn Quốc, được trang bị bát là bát Stylit. Đấy, khoen là khoen Fuji nội xứ xích. Có định vị khuyên cho bác nhá. Đấy, có định vị khuyên này. Vân ngọn là vân hai da. Độ cứng tốt các nhá, một chiếc cần của Ruby. Bản khoen xích này ngon các nhá. Một bộ khuyên này nhiều các bác bảo em mua đã triệu bộ khuyên rồi. Kể ra thì bóp thôi, chứ còn bình thường em bán cần thì khuyên thì nó cũng có, nhưng mà không đặt tầm đấy. Ngọn 2.5 ni nữa nhá, mã 4m25 đấy các bác, 1,2 triệu này. Một chiếc cần 4m25 cỡ 27 của Ruby nhá, khuyên xích. Khuyên thường thì nó rẻ hơn. Sang mã thứ 18 này. Ồ, hôm nay hơi bị nhiều cần đấy, hôm nay clip sẽ hơi lâu. 18 là một chiếc cần của Alpha Tackle thì phải chuẩn luôn. Đây là chiếc cần Alpha Tackle các nhá. Có chiều dài là 4m50. Đọt là đọt 4. Bát là bát Fuji. Khoen là khoen Fuji. Con này là dòng khoen 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 lỡ, vừa to vừa nhỏ. Trên thì nhỏ nhưng dưới thì to. Dòng này thì câu cực phê các nhá. Con này ngoại hình đẹp long lanh, nó sẽ có giá là khoảng tầm 1 triệu nhá. Con này ngoại hình thì còn cũng không đẹp lắm. 4,5 m là số 4 của Alpha Tackle nhá, dòng khuyên khuyên lỡ đầy mới nhá, cân nặng này 265g, 1.7 ly, 900.000 con này đó nhá, mã số 18. Xong mã 19 này. 19 sẽ là một chiếc cần của hãng Tewin. Đây là một chiếc cần nội địa các nhá. Tên nó sẽ là Tewin Cat. Một chiếc cần có chiều dài 4m50. Cứng 25. Một chiếc cần nội địa có vân là vân hai da các nhá. Bản này anh em săn cực kỳ nhiều nhá, bản này cực kỳ ngon các nhá. Đấy, vân là vân hai da, con này vân hai da gần như là toàn thân, ngoại hình mới đẹp. Khuyên bát đẹp. Con này rất đẹp các nhá, một chiếc cần Tewin. Con này là Power Carbon, bản carbon đời mới, nó ghi nêu carbon này, nêu Power Carbon. Tewin Cat nhé, 4m50 cứng 25. Dòng này cứng rất tốt các nhé. Nặng là 330g, ngọn là 2.3 ly. Con này có giá là 1 triệu tròn các nhé. Con này đang giảm cho 100k đấy. Hôm trước có một cây, nhưng cây trước đẹp hơn, cây này thì cũng đẹp nhưng không đẹp bằng. Đấy, mã 19 này. Mã 20 nhé. 20 sẽ làm trước cần đây là một chiếc cần của hãng Daiwa các nhá, một chiếc cần Daiwa đời mới, bát đời mới các nhá, bát nó là bát len gừng này. Một chiếc bát đời mới của Daiwa, bát Fuji, khoen Fuji các nhá. Bát này bát đời mới đấy, cần đời mới luôn. Đấy,
5m3 đột 1, một chiếc cần cực kỳ đẹp nhé. Được trang bị dàn khoen là khoen đời cao, khoen này là khoen vảnh các nhá, khoen là khoen vảnh trên ngọn này, dưới chân bằng đệm nhựa nhá, cực kỳ đẹp. Phôi dòng này thì nó sẽ không quấn hai da, các quan sơn vòng nhưng mà rất là lẩy và nhẹ các nhá. Con này ngoại hình còn rất đẹp, cân nặng và giá cho bác con này này, 180g, gọi là 0.85mm, con này có giá là 1.400.000 thôi nhá. Bản này bản đời mới nhá, giá mới cực kỳ đắt luôn các bạn. Rồi, các bác không thích mềm, các bác thích cứng, các bác sang con thứ 21 này nhá. 21 làm chiếc cần siêu đỉnh, một chiếc cần siêu đẹp, một chiếc cần siêu hiếm và gần như là không giờ có mấy nhá. Chiếc cần này đẹp gần như là tuyệt đối, có thể nói là tuyệt đối các nhá. Bộ khuyên này các bạn này, khuyên cực kỳ đẹp, phôi này phôi cực kỳ đẹp luôn. Nói cực kỳ thì hơi quá nhưng mà cây này đẹp thật, cây này có thể nói là chiếc cần gần như là mới tinh. Đấy. Ba lóng là vân hai da, còn hai lóng là vân săn vòng, một chiếc cần carbon wicker 5m3 đợt 5 của Daiwa sản xuất tại Nhật các nhá. Đấy, quá đẹp luôn, hoàn hảo. Một chiếc cần deep cân nặng này, con này thì không xoay nhiều vì nó mới quá, không gì để soi nữa, nặng là 400g, ngọn là 2.03 ly, đúng 2.03 này, 2.03, ngọn 2.03 ly cơ nhá. Mã thứ 21 có giá là 2.500.000 một chiếc cần hiếm nhá, hàng siêu hiếm đấy, con này giá mới là một gấp đôi này. Tiếp theo sang mã thứ 22, 22 làm chiếc cần hiếm không kém mà có thể nói là hiếm như luôn hoặc là hiếm hơn, một chiếc cần 22, đây làm chiếc cần của Shimano, dài 5m4 đột số 4, dòng Filer Carbon bản vân vân khác nhá. Dòng này thì nó có hai kiểu vân, Shimano thì vân thế nào nhỉ, cũng là vân nó hẹp hơn một chút nữa, vân này thì vân hơi hơi vuông vuông và vân dày hơn các nhá. Vân này cực đẹp luôn, dòng Filer Carbon con này, bộ khuyên quá như này, bộ khuyên cũng đẹp long lanh nhá, một bộ khuyên mới đẹp long lanh, vân hai da lên gần trên ngọn luôn nhá. Đấy, mới có thể nói là quá đẹp, một chiếc cần hoàn hảo quá nhá. 5m4 đợt số 4, một chiếc cần Shimano. Đít chính xác cái đít này ấy, là người Nhật người ta chế đít này quá nhá. Nó còn một cái bản nắp mỏng chỗ này cơ, nhưng đây là người ta chế đít. Cái đít này chăm người Nhật người ta chế các nhá. Để người ta móc cái dây chắc chống mất cần. Cần đẹp nhá, cân nặng và giá cho bác này. Bằng con kia 410g. Còn cái đít này có gỗ nặng hơn thì nặng hơn một chút xíu nhá. 1.85 ly, con này giá tương đương kia 2.500.000 đồng, chứ cần hiếm có nhá, cực kỳ đẹp, không có luôn ấy, cái này nó làm đối trọng. Rồi tiếp theo mã 23, những cái dòng sút leader này bây giờ thì lại rất là sẵn nhá, giá nó cũng sẽ ổn định hơn một chút xíu. Mình chưa cần sút leader dòng EV các nhá, dòng EV thì nó sẽ đẹp hơn dòng FV một chút xíu. Đấy, một chiếc cần C sản xuất tại Indonesia, ngoại hình còn đẹp quá nhá. Bên trong nó có sức răm con này. Con này có sức răm, con này đẹp long lanh, khoảng tầm 1.9 triệu, có sức thì nó rẻ lên chút xíu. Đấy, một chiếc cần sút leader. Cần tầm trung. Có sức răm có nhá, bên trong bụng nó có sức răm một chút này. Xương này sức cát, còn cần thì không va vào gì. Còn rất đẹp quá nhá. Cân nặng và giá cái này cho bác này. 380g. 2.4 ly và có giá là 1.800.000 nhé. Mã 23 sút leader thì nằm chiếc cần dòng tầm trung cho bác đánh, cực kỳ ngon nhé. Mã 24 là một bản sút AutoCAD, bản này sản xuất tại Nhật, còn bản này sản xuất tại Indo. Đấy, các bác thích đánh lại nào thì đánh. Con này chiều dài 4m50, cứng DX AutoCAD SB. Bản này thì nhiều anh em rồi đang săn nhé, săn nhiều hơn là bản sút leader nữa rồi. Bản này cũng hiếm, càng săn thì càng không có, thế mới oải. Định vị khuyên đầy đủ nhá, nguyên đai nguyên kiện, không lỗi làm gì cho bác luôn, quá đẹp. Con này là cân nặng cho bác này, 415g, gọn 2.4 ly, có giá là 2 triệu tròn nhá. Mã 24 sang mã 25 này, 25 sẽ là một chiếc cần nội địa nhá,
tem ni hông này, tem này là tem hai dáng của chiếc cần Gamma nhé, một chiếc cần dài 2m1 bát Fuji, khoen là khoen Fuji nhưng con này nó khoen kiểu khoen nỡ, ở trên cùng thì nó khoen bé, dưới này nó khoen to, gọi khoen nỡ đi ha. Một chiếc cần 21 để cho bác chơi, nó thuộc dòng câu đa lăng ấy. Cái dòng này thì cũng không gặp mấy đâu, hiếm hiếm gặp. Chất liệu carbon dài 2m1 dán vào đây. Đít này thì nó sẽ theo cái kiểu đít quấn chỉ nhá, cũng khá đẹp, cân nặng này 130g, 103 ly lấy các bác là 500. Dán ngược rồi, mã thứ 25 xong rồi này, xong mã thứ 26 này. 26 sẽ làm chiếc cần của Mastak, một chiếc cần sản xuất tại Hàn Quốc. Các bác nhìn cái vân vân này có giống của ấy không, giống của Gamma y chang luôn, nhái nhái màu. Đây là một chiếc cần có chiều dài là 4m rưỡi nhá, đọt số 2, được trang bị bát là bát Fuji, khuyên là khuyên Fuji. Đấy, cần này phải nói là nhái Gamma thật còn gì nữa. Các bác nhìn này, trên đầu cần cũng có vân vân đỏ nhá, nhưng không phải, cái này có Mastak. Lúc đầu em mua em giật mình, em quái là tưởng của Gamma cơ, ngọn người ta chụp ảnh là ngọn đỏ, cái cổ miệng đỏ, nhưng mà không phải. Khá ok luôn nhé, con này cũng khá ngon đấy, độ cứng mọi thứ ổn, cân nặng này 170g, ngọn là 1.7 ly nhé, đây các bác là 500, con này là một ngọn rồi đấy, mã 26. Em dãn cái này chứ hơi dài. Mã 27 này, a 27 một chiếc cần ngon này, 27 làm chiếc cần của Super Power các bác nhé, đây là một chiếc cần của Daiwa, được sản xuất tại Hàn Quốc, chiều dài là 4m50. Cứng 30 cơ nhá. Bát là bát Fuji. Khuyên là khuyên Fuji luôn, ngoại hình còn đẹp quá nhá. Con này ngoại hình còn đẹp, rất sáng. Đây con này. Phôi rất sáng nhá. À, không lỗi làm gì. Của các bác mà nhận hàng mà có lỗi gì các bác cứ báo cho em. Bởi vì lỗi em sẽ có trách nhiệm, em sẽ một là sẽ giảm tiền cho bác, hai em sẽ nhận về, chứ các bác không thiệt thòi gì đâu, không phải lo gì nhá. Ngọn 2.8 ly, con này các bác 1 triệu tròn. Đấy, 4m rưỡi, cứng 30, chứ 30 giờ nó đang gọi là tạm là có giá, còn mềm hơn thì lại rất rẻ. Mã 28 này, 28 sẽ làm chiếc cần của Litsin nhá, con này thông số đẹp này, 36 đọt số 3, một chiếc cần khoen nỡ. Con này các bác ui, thôi toàn con này lỗi nhá, con này lấy các bác là 200.000, không báo nữa. Hơi tiếc, con này em nổ mất 5 lít à. Đây con này lúc vận chuyển về là nó đè vào nhau là nó bị bẹp con này. Đấy, giờ mình nhìn thấy coi không? Quá phí luôn, 36 đợt 3 đang đẹp, khoen lỡ, lấy 200 nhá. Về các bác chế cháo thì bác chế cháo, cái này không soi nữa. Mã thứ 29 này. 29 cũng làm chiếc cần cũng không có mấy nhá, nó thuộc dòng cần 3 khúc để cho bác đánh biển. Đây là một chiếc cần của Daiwa, bản này là bản full của Med. Một chiếc cần ở đâu, bản này Hodelock, chiều dài là 3m2, cứng 80, được trang bị là vân quẹn hai da carbon wicker, khuyên là khuyên Fuji, nó xúc xích, ngoại hình còn rất đẹp. Đây cũng pogo mét luôn. Tại vì nhìn quen lắm, nhưng mà nhiều khi đọc nhưng lại không đúng thì phải sửa thôi. Một chiếc cần rất đẹp nhá, ba khúc, được sản xuất tại Đài Loan, một chiếc cần quá đẹp luôn, 3m2, cứng 80, ba khúc, được cho bác câu biển. Bát việc đẹp long lanh, có thể nói là cần rất đẹp, cân nặng này. Dòng này sẽ nặng quá nhé, 430g, 2.7 ly thôi nhé. Này các bác là 1.100.000, mã 29. Mã 30 này, 30 làm chiếc cần thuộc dòng 2 khúc nhé. Ở đây là một chiếc cần 2 khúc của Daiwa, cũng được sản xuất tại Đài Loan luôn, chiều dài là 2m4, độ cứng tương đương là 80, cần làm chiếc cần ngọn tháp có nhá. Đấy, cứng 80 đến 100 của ngọn tháp, cần ngọn tháp đấy các bác nhớ xem xíu. Ngọn tháp thì ngọn nó sẽ nhỏ, thân nó sẽ to và nó sẽ khá là cứng. Đấy, được trang bị là khuyên Fuji, nó xước xích hết nhá. Đấy, 2m này là 2m4. Cân nặng này,
280g. 1.76 ly nên các bác là 700k, mã số 30. 31 này. Ngày xưa em bán này nhiều lắm. Bây giờ thì em ít bán rồi. Ở đây làm chiếc cần y chang con này các nhá, y chang cái con triệu mốt đây này. Đấy, nó y xì luôn nhưng nó khác nhau ở thông số thôi. Con này chiều dài là 2m3, cứng 50. Cũng carbon wicker bản Pumet, bản này mới rất đắt các nhá. Trang bị khoen là Fuji Bass, Fuji khoen xích nhá. Đấy, một chiếc cần đẹp, 2m3 cứng 50. Bản này các bác là 900k mã số 31 nhá. 340g. Gọn 2.18 ly. Mã 32. 32 sẽ làm chiếc cần của LFT 5m4 đọt số 2 các nhá. Hai gạch này là đọt số 2. Và chất liệu là carbon root. Con này là vân kiểu dạng vân hai da các nhá. Vân hai da nhưng kiểu hai da nó lạ lạ mắt, không giống hai da của LFT hiện tại. Đấy, con này thì khuyên là khuyên xích các nhá. Còn cái khuyên ở trên này bị lai rồi. Con này em bán cho bác gần như chỉ bán phôi nhá. Giảm giá cho bác chút cái khuyên, cứ thế này câu cũng được nhưng mà nó đang bị lỗi loanh quanh. Nên các bác là 600 con mã thế này này. Mã thứ 32 cân nặng này. 260g. Bản này bản LFT đi đầu còn rất nặng nhá. 1.36 ly. Mã thứ 32. 33 này. 33 sẽ làm chiếc cần 4m cứng 27. À đây chiếc cần của Ruby nhá, nó y chang con này này. Nhưng mà nó mềm hơn. Con này cứng 27, con kia là 30 33, con này tương đương là D, con kia là B các nhá. Đấy, em chiếc cần Ruby. Cứng 27. Phôi phước đẹp quá nhá, khoen Fuji Six. 1.100k, mã thứ 33, cân nặng này. 360g. Ngoại 2.7 ly các nhá, mã 33. Mã 34 này. 34 làm chiếc cần của Hàn Quốc này, nó ghi là Made in Korea, dài 3m6. Con này độ cứng tương đương tầm 20 các bác nhá. Không à, không. À được được được, khoảng tầm gần 20. Khoảng 18 20, một chiếc cần dòng khoen lỡ của Hàn Quốc, dài 36, cân nặng này. 220g. Ngọn 2.16 ly 600 luôn nhé, mã thứ 34. Và chiếc cần cuối cùng ngày nay nó sẽ là mã 35. 35 sẽ làm chiếc cần của Daiwa. À đúng rồi, Daiwa. Daiwa nhưng mà lại có cái đỡ đây để của Shimano. Các bác lấy cái này, lấy cái này để kiểu dạng dây bảo hiểm. Một chiếc cần dài 3m3, cứng 30, một chiếc cần của Daiwa nhá. Được trang bị dàn khoen là khoen Fuji loại xứ xám. Khoen con này thì cũng dòng khoen nỡ nhá. Đấy, chất liệu carbon là hai da luôn. 3m3 cứng 30, một chiếc cần của Daiwa nhá, cân nặng và giá này. 200g. 1.28 ly. Con này nếu bác là 650k thôi. Đấy. Hôm nay nên các bác tổng cộng là 35 cây nhá. Đấy, hàng thì hiện tại ở nhà đang vẫn còn. Thì các bác xem clip của em ưng nào thì báo cho em nhá. Hẹn các bác vào clip tiếp theo. Bye bye.